Ở đây thì mình trồng ít nè, đâu có trồng nhiều đâu, nó đang ra trái nhỏ 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 không à. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về làm vườn ha. Thì hôm nay thì mình quay tiếp tục về chủ đề là trồng bí, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình ha. Thì đầu tiên là câu hỏi của bạn Khoa Nguyễn nè. Thì bạn này bạn hỏi mình á, bạn trồng bí á, nhưng mà nó ra toàn là những cái bông đực như thế này thôi, nó không chịu ra những cái nụ cái á, và bạn hỏi mình là cái lý do là tại sao. Thì cái nguyên nhân các bạn, thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Ví dụ như là các bạn trồng vào cái mùa mưa đi, thì nó chỉ ra là toàn những cái bông đực thôi, hoặc là các bạn đi thiếu phân cho nó, hoặc là các bạn do yếu tố mà thời tiết này nọ các bạn. Nói chung là nhiều cái yếu tố lắm, mình không có thể mà nói được, nhưng mà cái cách khắc phục á, thì nó rất là dễ. Thì nếu như mà cái dây bí của bạn á, mà nó ra toàn cái bông đực không á, thì ở đây nè, cái ngọn chèo của nó nè, bạn ngắt ngọn cho nó như thế này ha. Nó có nghĩa là nó không chịu ra cái bông đực, các bạn cứ ngắt ngọn đi thì nó sẽ tập trung nó sinh thực thôi. Nó những cái nụ cái các bạn thì nó sẽ bắt đầu là nó ra trái rồi. Thì đây là những cái nụ cái nè, mình cho các bạn xem nè. Ở đây thì nó cũng tàn cái bông rồi, nhưng mà nó cũng đã ra được những cái nụ trái non nha các bạn ha. Đó, nó đã tàn đi cái cuống luôn rồi nè. Đó, mọi người có thể xem ha. Thì trồng bí này á, thì như lúc trước mình có nói á, hầu như là video nào mình cũng nói với các bạn, thì cái khoảng cách trồng của nó là nó phải từ 5 cho đến 6 tấc, thì nó sẽ ra những cái nụ cái nó nhiều hơn nha các bạn ha. Nếu như mà các bạn mà trồng nó chằng chịt quá, mà bông của mình các bạn mà có ra được những cái nụ cái như thế này nè, thì nó cũng bị vàng, nó bị rụng thôi, mình cũng bị một số trái các bạn đó. Còn khi mà cái dây chèo của mình đó các bạn, mà nó dài tầm đâu khoảng đâu mà 1 mét mấy đó các bạn, mà nó kiểu như là nó trái rồi, ra trái bự bự như khoảng đâu là tầm này ha, thì các bạn nên ngắt ngọn cho nó. Đây nè, này là cả lạng thì mình cũng đã ngắt ngọn cho nó luôn rồi nè, mọi người thấy không. Thì bây giờ dinh dưỡng thì nó sẽ tập trung nó nuôi trái cũng rất là ok nha mọi người ha. Ở đây thì mình có con trái nó cũng đang rất là bự nè. Ở đây thì mình trồng ít hà, mình quay lại đó, thì các bạn xem kênh mình các bạn cũng thấy nè, trái này nay chắc cũng đã 3 lạng hơn nha mọi người ha, cũng rất là tốt luôn nha mọi người. Trái nó bóng lèo luôn, để mình quay cho bạn xem nè, bóng lèo luôn, nó đâu có bị cái gì đâu. Cái thời gian này thì nó ổn rồi, biết cái này là nó ổn rồi, nó không có bị vàng rụng đâu. Chỉ có những cái thời gian mà trái nó còn nhỏ đó, mình cũng đang bị một trái bị vàng rụng nè, cái nụ cái nè em, mọi người xem nè. Đây thì mọi người xem để ý nè, để mình lặt luôn. Cái trái bí này nó bị ruồi vàng chích chích trái nè, mọi người thấy không, nó chích ngay cái chỗ này nè, nó chích là nó bị xì mủ luôn nè. Nó khi mà nó chích một cái một là cái trái bí mình nó bị vàng rụng liền đó. Thì trong cái thời điểm này các bạn có thể xịt thằng alpha cua ha, hoặc là thằng b răng. Các bạn có thể là mua những cái dòng thuốc mà kiểu như là bạn ra tìm dược tư nông nghiệp á, các bạn nói là bán cho tôi chai thuốc là xịt ruồi vàng chích trái là cũng có nha mọi người ha. Còn những bạn mà trồng mà leo vàng á, thì các bạn có thể mua những cái thuốc như là phi bông, rồi bạn bỏ vô những cái chai hũ á, rồi bạn dẫn dụ cho nó cũng được. Tại vì cái ruồi vàng chích trái này á, thì nói chung là xịt thì xịt nó đi thôi, chứ vài bữa thì nó cũng quay lại ha. Đó. Rồi tiếp theo là câu hỏi của bạn là Yến Nhi nè. Bạn này bạn hỏi mình á, là cái thời gian mà nó bí của bạn là được 17 ngày tuổi rồi, bạn bón cái phân là 17 rồi 16 9 gì đó, hỏi có được hay không. Thì đối với cái bí này các bạn, mà khi mà nó tầm đâu khoảng đâu là 10 ngày tuổi là mình bắt đầu là mình bón phân là được rồi, nhưng mà bón theo cái kiểu là mình bón nó định kỳ nha mọi người ha. Có nghĩa là cứ cứ 10 ngày tuổi là mình bắt đầu mình bón, xong rồi tới 7 ngày sau mình bón tiếp kiểu như vậy. Là được cái phân hóa học là vẫn được, nhưng mà nếu như có phân hữu cơ mình kèm theo nữa là ok hơn. Đó. Này là không quan trọng cái phân gì, chủ yếu là mình bón cái phân kiểu như là phân hóa học là được. Đó thì chia sẻ cho bạn vậy, thì bạn nào đã thấy mình chia sẻ cũng được được á, thì bấm nút đăng ký nha các bạn, cũng như là nút like nha, để lan tỏa cho những người bạn mà đang làm vườn ha. Đây bạn bí nè. Đấy, cũng ok nha mọi người ha. Ở đây thì mình trồng ít nè, đâu có trồng nhiều đâu, nó đang ra trái nhỏ 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 không à. Đây nè. Kênh mình á, thì chia sẻ với bạn chủ yếu là về trồng bí rồi trồng cà pháo. Chắc hôm nay chắc sẽ quay một cái clip về cà pháo nữa, về cách ươm giống. Thì có mấy ông anh ông mới mua giống luôn rồi đó, rồi ông hỏi cách ươm, rồi sẵn đang có cái đang ươm cái một cái vườn ươm bên cà pháo, sẵn trưa trưa sẽ quay luôn. Khúc này cũng bông đực nhiều nè. Bông đực này thì bán cũng được nha mọi người ha.
Nếu như bán lẻ là 20.000, còn bán sỉ là 15.000. Đó. Trồng này kinh tế nó cũng nhiều á, tại vì vừa bán bông được với vừa bán trái được. Giá bí thì thông thường thì nó dao động từ từ 3.500 cho đến 8.000 nha mọi người ha, thì nó dao động tầm đó, có khi nó cũng mắc hơn tầm đó. Nhưng mà bí thì nó chia ra làm hai loại, loại nhất và loại dạt, chứ không phải là bí nào là nó cũng như cái bí nào đâu, kiểu như vậy. Phân đây thì cũng mới bón phân rồi nha mọi người nha. Rồi hôm nay thì chia sẻ cho bạn vậy nha, rồi mình cũng xin được là mến chào nha.